truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Tôi cũng thích nhất là người ta khen tôi đẹp á. Mình á là đàn bà nè, là con gái nè, là phụ nữ là phải đẹp. Chuyện chăm sóc sắc đẹp là phải ưu tiên hàng đầu, phải biết chăm sóc tất cả mọi thứ trên khuôn mặt của mình nè nha. Chúng ta phải biết dưỡng da nè, dưỡng tóc nè, dưỡng lông mày nè, dưỡng tay nè, dưỡng chân, dưỡng móng tay nè, dưỡng móng chân nè. Chúng ta phải dưỡng hết tất tần tật thì chúng ta mới đẹp được. Nhiều quá à. Tôi làm gì có từng lấy thời gian mà dưỡng hết mấy cái mớ đó. Thôi khỏi đi. Không được. Ân nhân là con gái, ân nhân phải biết làm đẹp, hiểu không? Ân nhân phải dành thời gian để chăm sóc bản thân mình chứ. Chứ không thôi nha, ân nhân sau này già đi nè, ân nhân sẽ bị cái gì? Hôm bữa ai nói câu gì á, sẽ bị chết. Không phải, sẽ bị chết. Chết á, sẽ bị chết là hôm bữa ai nói gì bị chết rồi, bị căng thẳng gì đó, rồi sẽ đổ bệnh nè nha. Hiểu không? Stress hả? Ừ, bị chết. Ok. Đó, bởi vậy ân nhân phải biết chăm sóc bản thân. Anh Nhân. Hả? Tôi có kỹ xảo cung đình á. Kỹ xảo cung đình là gì? Ân nhân đang bị căng thẳng buồn bực đúng không? Ờ. Để đây, tôi sẽ giúp ân nhân giải tỏa căng thẳng. Hí. Hí. Thoải mái không? À hả? Có một người bạn như vậy bên cạnh cũng thiệt là tốt. Giờ phải làm sao tay ta? Giữa con ma này bên cạnh hay là vi phạm luật của trường? Nhưng thực sự là mình không nỡ xa rời tỉa. Ân nhân đang suy nghĩ gì vậy? À, không gì đâu. À, tôi khoái quá mà. Ừ. Thấy kỹ xảo cung đình hay chưa? Đẹp quá. Sao ta lại nghe thấy có tiếng khóc nhỉ? Đây là điềm báo điều chẳng lành. À Bành, tại sao sáng ngày ra con khóc vắng lên cả trường vậy? Con làm mơ. Con thấy tối qua có một vụ nổ, khói mù mịt luôn. Xong rồi lực sĩ chết queo luôn này. Không có chuyện đấy, lực sĩ không có chết. Rõ ràng á là con thấy thầy đứng ở đó luôn, nhưng mà thầy không chịu cứu lực sĩ, làm cho lực sĩ chết luôn rồi thầy. Thầy nói là không có khóc nữa. Lực sĩ không chết. Con thấy lực sĩ chết rõ ràng mà. Nín. Lực sĩ không bị làm sao cả. Thầy gửi lực sĩ đi bệnh viện gặp bác sĩ, bởi vì lực sĩ mất hết năng lượng rồi. Thầy gặp bác sĩ để lấy lại năng lượng cho chính bản thân mình. Thầy không thầy. Vậy sao cô Mignon nói với con á là lực sĩ đi làm nhiệm vụ bí mật thầy? Sao thầy cười? Là vì chính thầy xui cô Mignon nói đúng như thế. Nhưng mà có thiệt là lực sĩ đi bệnh viện không thầy? Đúng. Thầy nói với con điều này, con cấm không được nói với ai. Đây là điều hết sức bí mật. Là lực sĩ đi nạp năng lượng chứ không bị làm sao hết. Đó chưa? Vậy sao thầy không nói với con sớm? Là con khóc sưng hết cả hai mắt luôn à. Vì thầy muốn nhìn thấy có một ngày nào đó mắt của con sưng vù lên, nó khác ngày bình thường, để xem có khác gì không. Nghĩ chơi này luôn tại thầy không á. Có vẻ dễ thương thật đấy. Cô à. Em chào thầy. Chào cô Minh Nho.
Thầy làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi dính gì vậy? Không, không, không có chuyện gì hết. Vậy à, thầy gọi tôi vào đây có việc gì không thầy Sấm? À, chuyện này thế này cô Minh Nhoan ạ. À, gần đây tôi đọc cuốn sách và thấy ở trong đấy có một số điều có thể gọi là một số điều như là nó là dự báo ấy. Nó như là một cái điều mà cảnh báo rằng là ở trường chúng ta có một cái câu chuyện đấy là khó nói lắm. Việc này cô học rộng, học sâu, cô biết và cô có thể giải thích cho tôi được mấy giả thiết đó. Mấy giả thiết đấy thì tại sao tôi phải là người giải quyết cho thầy chứ, giải thích cho thầy? Đã nói rằng là cô là người học rộng biết nhiều, cho nên cô có thể nghĩ ra rất nhiều giả thiết, mà tôi đặt ra hai giả thiết nha. Giả thiết thứ nhất là tất cả các bùa ém ở trường chúng ta, xung quanh trường, chúng ta đã ém xuống đấy và gần như là đã mất hiệu lực rồi. Điều đó là điều không thể. Tại vì là những cái bùa của chúng ta trong trường á là do những cái pháp sư giỏi nhất, mạnh nhất tạo ra. Cho nên là khi mà bùa bị mất tác dụng thì nó không thể nào mà nó tạo ra một cái phản ứng phụ được. Thế thì chúng ta phải nghĩ đến giả thiết thứ hai. Giả thiết thứ hai ạ? Ừ. Dạ. Đó là có một loại virus nào đó đã xâm nhập vào trường chúng ta và gây ra hiện tượng bị rụng lông mày. Từ em này lây sang em khác, điều đó đang có thể xảy ra. Điều đó nghe rất hợp lý thầy. Nếu như giả thiết này đúng thì tôi sẽ báo lên thầy hiệu trưởng để cách ly những học viên bị bệnh và những học viên chưa bị bệnh có khả năng lây bệnh. À, vậy thì chúng ta phải tìm ra một loại thuốc nào đấy để có thể chữa trị và ngăn cản cái loại bệnh này. Ừ, công nhận nha, làm việc với thầy Sấm rất rất hiệu quả luôn. Ừ. Like mạnh cho thầy. Like xong thì phải comment. Comment. Nha. Dạ. Là thầy Sấm rất ok. 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 Great. Ok, vậy thì mình có thể chuyển hai nha thầy. Hẹn thầy lần sau. Ê, bà là con gái á, bà chỉ thêm tôi cách vẽ chân mày nha. Giờ muốn vẽ lá liễu hay lá mít nào? Tôi thấy bây giờ trên mạng đang hot trend cái lá dừa, bà chỉ tôi vẽ lá dừa đi. Ừ, lá dừa được á. Ê, tôi chỉ cho một cách này khỏi cần phải vẽ luôn. Sao vậy? Bây giờ ông cạo luôn bên đây luôn là hai bên nó đều á. Ê, đúng là cô Minion lợi hại thiệt ha. Tự nhiên sau nay vô không chọc ghẹo ai hết rồi em go vậy? Ừ. Sau nay hiền dữ vợ. Bị gì? Nóng quá à. Quá im lặng luôn. Nóng thiệt luôn á. Thảo nhìn kìa. Liên Tùng Âu là bị mất có một cái thôi, còn con nhà người ta là mất tới hai cái rồi đó Liên Tùng. Cái đó vui quá à. Cái đó người ta kêu là quả báo đó. Đúng rồi đó. Mất hai cái thì sao? Mất hai cái thì hai fraction thôi chứ làm sao. Mất một cái á giống như mấy con bò mà bị tai biến vậy đó. Giống như mấy cái con mà đốm đốm á. Chính xác. Không đâu, cười người hôm trước hôm sau người cười nên tôi đợi tới cái ngày bà mất hết chân mày coi làm sao nha. Tôi cũng đang đợi nè. Có chân mà, không có chân mày thì mình vẽ thêm thôi, có gì đâu đúng không? Các đúng em. Rồi à, cô. Sao lớp màu màu quá vậy? Chào cô. Tại vì dạ em... thôi cô. Tại vì hôm trước cô có la tụi em vì tụi em chọc về ngoại hình các bạn, nhưng hôm nay tới nhóm A Quanh và Tấn Kiệt vừa chọc tụi em đó cô. Tụi em không có chọc cô. Đâu có chọc gì đâu, tụi em chỉ là giỡn với nhau thôi. Chỉ cách vẽ chân mày mà, đúng dạ, không? Chỉ cười bị có một số bạn bị quả báo cô thích đáng thiệt sự nên là tụi em mới mắc cười cô ơi. Nó cười bạn đó cô. Cô đã nói với các em lần trước là như thế nào nhỉ? Các bạn bị như vậy mà các em cũng cười được. Tại sao em có thể cười trên sự đau khổ của người khác chứ? Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ.